Trang xin kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị, các bạn xa đang xem kênh Khói Bếp Miền Tây nha. Hôm nay một ngày tiếp theo ở cuộc sống thôn quê, Trang có cơ hội để chia sẻ những cái món ăn và cuộc sống bình dị của người dân quê đây đến với quý vị. Nhắc tới miền Tây thì không khỏi nhắc về những cái loại bánh, rất là nhiều loại bánh dân gian, cũng như là những món ăn ngon mà người xa quê lúc nào cũng nghĩ về nó. Hôm nay thì Trang sẽ lần đầu luôn, Trang chế biến một cái món ăn đặc sản của vùng miền nha quý vị. Nhưng mà do là Trang chưa từng ăn cái món đó và Trang chỉ học hỏi thôi và chế biến. Đó là cái món bánh giá chợ dòng đặc sản của Gò Công. Trang hy vọng là Trang làm và được ông bà, cô chú, anh chị, các bạn góp ý với Trang nha. Bây giờ thì đầu tiên Trang sẽ đi ra vườn hái dưa nè. Bữa nay Trang thu hoạch dưa leo, ngày nào Trang cũng hái hết á, nên ở đây cũng còn ít. Trang hái một mớ dưa rồi sẵn tiện Trang sẽ đi hái rau, các loại rau ở vườn nhà. Do cái loại bánh này thì ăn với rau thơm nè, rau răm, rau diếp cá hoặc là cải xanh, có thể là cuộn ăn giống như là bánh tép vậy đó, hoặc là bánh cống, bánh khọt, na ná như là các loại bánh miền Tây thì nó gần giống với nhau. Thì bắt đầu Trang sẽ đi hái rau và thử kết hợp ăn với các loại rau rừng ở vườn, xem cái loại bánh này nó sẽ như thế nào và chia sẻ với quý vị. Bây giờ thì đầu tiên hết là mình phải hái được dưa leo rồi đi tiếp ha. Hy vọng là cái món ăn này sẽ ngon, và nếu mà có gì sai sót mong quý ông bà, cô chú, anh chị bỏ qua và góp ý cho Trang. Trang sẽ cố gắng sửa đổi và hoàn thiện tốt hơn trong những cái cách chế biến vào những lần tiếp theo. Bây giờ thì bắt đầu thôi. Hôm nay thì Trang sẽ hái dưa. Nhà Trang thì chẳng còn mấy trái đâu, bởi vì ngày nào Trang cũng ăn hết. Ăn liên tục quý vị ơi, trái nó mọc không ra kịp luôn. Ôi ở đây nè, cái đậu rồng nhà mình trồng cũng chưa có trái luôn, nó không kịp ra trái để cho Trang ăn nữa quý vị. Ở đây đây được một trái nè. Ôi dưa ba chồng ăn ngon quá đi. Bữa Trang với ba làm vàng nữa quý vị. Ôi đây, ở đây một trái nữa nè, nó nằm khúc trong đây mà mình không thấy hết. Nãy Trang cũng quên đem cái kéo. Giống như mình vạch lá tìm sâu vậy ha. Bước nhẹ nhẹ để hư vàng dưa leo của ba. Bây giờ thấy mấy trái dưa leo ngon không? Đây nữa nè. Ui giờ gai không à. Dưa leo mà trực tiếp hái trên vàng lắm vậy, nó còn non mơn mởn. Mấy cái gai của nó nè, chắc có kinh nghiệm nè. Trước xuống giờ thấy cái trái dừa mới không, gai nó bé lắm á, còn mấy cái trái nhỏ. Dừa mới hái mà mình mua ngoài chợ mình để nó còn cái nụ, nó còn cái bông nè. Ôi da, chắc sập vàng của chú hai quá. Dạ. Nè, được trái dừa cũng khó quá ha. Ngon quá. Dưa kìa. Cũng còn nữa đó. Hay là để ngày mai ăn. Hôm nay bẻ dưa thôi. Ở đây Trang cũng mới trồng một hàng đinh lăng nè quý vị. Nhưng mà nó còn nhỏ nên chưa có hái. Còn cái cây này là cây đuôi chuột. Nó cũng có rất là nhiều công dụng để chữa bệnh luôn á. Chị dạ dày. Tiểu đường nữa. Trang mới trồng thôi, bạc hà cũng tốt rồi ha. Bây giờ đi xin rau đinh lăng. Hôm nay được cái đợt rau lá cách, trái mướp còn non quá vậy. Trời nó lớn đi hả, hứa hẹn nồi lẩu cua đồng. Nói chứ của cậu ba chồng, mà cậu ba thương Trang lắm. Con cháu bé ăn không à, nên là thường Trang nấu ăn cũng nấu luôn phần của cậu ba. Cậu ba đang dạy học cái gì nghe không? Dạy học online. Mùa dịch này là phải chấp nhận ha. Đi tiếp. Đó, mướp nè. Trái này đây làm như nó mắc, đây nó bị sượng rồi nè. Phải gỡ dây cho nó bò cao lên. Đi tiếp cái gì? Cái bông này ăn cũng ngon lắm nè. Rồi bây giờ Trang đã đến được cái chỗ mà hái đinh lăng.
cho con xin nhé. Này à, rau trồng rất là tốt luôn quý vị, nhưng mà hiếm lắm mấy cái đọt, chỉ ăn được mấy cái đọt non trên thôi. Mấy cái này hơi già rồi. Ý dạ, tới không? Mỗi một cây là được một cái đọt non trong à. Còn nó không ta, sao thấy mình nhỏ bé thế. Đi qua đây nè, được đọt này nè. Rất là non luôn. Nguyên cái cây á, thường thường là mấy cái lá xung quanh nó sẽ màu khác, và cái nào đọt non nó sẽ màu khác nữa gì. Đi tiếp rồi. Cái này còn cái này, cái nào màu lạ lạ là ăn được. Ngon lắm. Thằng nào hái vậy ăn cũng đủ. À, đi tiếp. Còn sót lại trái bòn bon quá gì. Chà, trái này nó bị sượng quá gì. Đây nữa nè. Trái này nó mới to nữa quá gì. Tiếng quá không. Ngon quá. Đi hái bòn bon mà 2x trừ 1 gì hoài. Bẻ đi ba. Rồi, bỏ ra. Bà sẽ hái mấy cái đọt bằng lăng cái gì. Rồi mấy cái này ăn bánh xèo hết á. Thôi bẻ ít thôi ba. Để vừa đủ ăn thôi, để nữa mình ăn bánh xèo, bánh kho. Dì bà ăn cũng ngon nè. Đường quê quanh co quanh co quá vậy. Cái này là trồng lá cắt rồi nè quý vị. Chị sẽ hái cái nào non ăn nó nhám nhám nó cũng vui miệng lắm. Này giống ăn bánh xèo á ha. Cái hoa của nó đó quý vị, cái trái này cũng đẹp lắm. Đây, quý vị thấy cái hoa này quen không? Đó là cái cây nổ. Hương Trang thường thường cho gọi nó cái cây của trái nổ. Nó như một cái cây xanh gì đó. Cái củ của nó này cũng rất là tốt luôn á. Trang nhỏ bằng tay chắc nó không lên được đâu. Khi nào mà muốn lấy cái củ xanh đó thì phải lấy dao vào. Ở vườn Trang thì còn cây này nhiều. Tại vì thấy nó màu tím nữa, Trang rất là thích. Tuổi thơ có quý vị nào đã từng hái cái trái của nó và thảy xuống nước cho nó nổ lớp bóp nha, vui tay không? Này hoa mướp đó quý vị. Buổi sáng thì ra vườn ngắm những cái loại hoa này nè, nhiều lắm. Chú Hai ơi, một hơn nữa. Ngon quá. Tép này á quý vị, là ở chỗ Trang đặt, người ta ba đặt ở trên của cậu Hai ha.
Không đi đổ đú thôi bà. Cái này ngoài sông, sông Tiền. Ngon quá. Mùa nước là anh cái đủ thứ nó ngon thế mà. Tép cá, tép gì, tôm cá. Tép tươi lắm luôn quý vị. Tép mà con mua cái đổ đú ngoài sông vậy nè. Nó ngon dữ lắm. Thấy giờ mẹ mần được nhiều đó đó quý vị. Ngon ghê ha. Này còn được mấy con tôm bự. Mấy con này cũng hơi bự nè. Hồi mẹ nướng cho con dĩ vậy. Bị nhiều đầu đây là quý vị biết à. Nó nhiều cái nào đó. Rồi, đây là tất cả những cái nguyên liệu mà Trang chuẩn bị để làm cái món bánh giác. Đây là bột gạo. Thì Trang chút nữa Trang sẽ pha là chi tiết cho quý vị xem ha. Bột gạo nè, bột mì, bột chiên giòn, sữa tươi. Cái này là sữa đậu nành cho nó giòn đó quý vị. Công dụng của sữa đậu nành cho nó giòn. Bột nghệ. Đây Trang có bột nghệ. Ăn với nước mắm tỏi ớt nè. Và thêm đây là cái trứng, trứng vịt. Nên chắc Trang sử dụng 2 trứng thôi. Mẹ thì đang sắc hành nè. Đậu phộng thì lúc nãy Trang có luộc rồi. Cái này là phần còn lại. Đậu phộng luộc. Đây, đơn giản vậy thôi đó. Này, hạt nêm với tiêu. Bột cà ri. Bây giờ Trang sẽ pha bột. Cái này là bột gạo. Trang sử dụng 3 phần bột gạo nha quý vị. Trang không có đồ đông lường nên là Trang sẽ sử dụng bằng cách nhắm chừng thôi. Hệ tâm linh, quý vị đón đi, gán đón tiếp Trang. Còn ở đây là bột mì. Để Trang cắt ra cả. Bột mì này ngon quá nè. Bột mì cao cấp. Cho vô đây 2 phần bột mì cái nữa quý vị. Một bột gạo đây 2 phần bột mì. Mình cứ nhắm chừng thôi, tại vì Trang làm, Trang làm ăn á, cảm giác cho nó giòn là được không quý vị. Cái này là bột chiên giòn. Hết bạch đó rồi. Bạch này ít lắm. Bột chiên giòn ha, bột mì, bột gạo, đây 3 loại bột. Này là trứng, Trang đập vô cái. Hai trứng, sữa đậu nành, cho cái sữa này vô cái gì, hết vịt này luôn, chứa bột nghệ. Một muỗng hạt nêm. Thêm miếng quá vậy. Một xíu tiêu cho nó thơm. Cái này là rượu trắng quá vậy. Thay vì đổ bia nhưng mà Trang không có bia thì thay bằng rượu cho nó giòn. Cho nó xỉn luôn. Xỉn không? Cho con miếng hành vô nữa mẹ. Rồi con đổ thêm bịch sữa nữa mẹ. Nếu mà đặc quá thì phải thêm nước. Mẹ bỏ hành vô con. Đây, bỏ sữa này vô. Nhà Trang sử dụng sữa tươi không đường đúng không gì. Bấm từ từ đi để ăn trong pha bột nữa. Thêm nước rồi. Đặc quá rồi. Thêm một xíu bột cà ri vô. Cho nó thơm cái bánh. Cái gì khỏi để này cũng được nha. Hơi cái màu bánh nó sẽ tỏ đẹp lắm á. Giờ Trang nướng tôm quá vậy. Dĩ là nướng dễ quá. Lại nó vàng một mặt đi rồi cho nó trở về. Tôm nướng thơm ơi là thơm luôn chị. Mùa này kiếm được nhiêu đây. Ôi nó mừng. Hy vọng là ngày hôm nay là ngày cuối cùng Trang
bị ở trong phong tỏa nha. Ra chỗ trang là 29 tay à. Cho quý vị xem ha. Đó thì ngon luôn á. Mời ra ha. Bếp xong. Đặc sản của miền Tây. Nổ. Bắt đầu nhanh tay lên nữa nè. Cái này phải nãy mình kẹp với cọng tàu dừa nè. Nướng dễ ha, dễ chở. Tại nãy Trang tính nướng vài con à. Sao cái Trang thèm quá. Trang thêm miếng. Cuối cùng cái nó thêm nhiêu này. Ngon lắm đó. Thịt đó mẹ sắc sống để vô luôn hả mẹ? Ừ, sắc làm sao mà giống như vậy biết không? Giống gì? Giống như mình bán luôn, hủ tiếu rồi. Vậy giờ con à, con bóp giá đi cho mẹ ha. Bóp giá đi nữa là xong rồi đó. Ừ. Sao mà mẹ sắc mỏng vậy không? Sao? Trời ơi, chín để nó bị vừa sống mà vừa khác nữa đó. Sợ nó không chín. Ở một diễn cảnh khác là nó vừa sống vừa khác nha quý vị. Nãy Trang cũng dám để được luôn. Đây, đây là cái giá. Bánh giá là phải có giá đúng không mẹ? Đúng. Đúng. Trang sẽ bóp. Thêm miếng nữa thì nó cộng nó còn dài đó con. Ừ. Ngon quá ha. Mình có mấy cái cống, mình làm bánh cống nữa nè. Chuẩn bị chiên quý vị ơi. Nãy giờ cả nhà đang lựa soạn coi bao nhiêu cái giá. Mẹ cho dầu vô cho nóng thôi mà. Đây để Trang khoe với quý vị ha. Cái mâm nhân xịn sò. Đầu tiên, trước tiên là làm bánh giá thì phải có bột. Bột quý vị coi vậy thôi chứ nó cũng hơi lỏng rồi đó quý vị. Cho dầu đủ mà. Ăn xôi. Sáng đi mua cũng khó khăn lắm mới được cho dầu ăn đó. Đây, này là bột. Rồi qua đây. Tép, con tép thì tép sống luôn. Còn cái này là thịt và gan, vẫn là đồ sống hết như quý vị. À đây là giá. Đây. Đây. Giờ Trang được bao nhiêu giá đây? Thì cái bánh của Trang có thể là nó sẽ không có đồng đều nha. Nhưng mà bây giờ mình đi vô mình để vô cho nó nóng đó mà. Lúc không ta. Được rồi. Hên xui. Chiên từng cái đi quý vị. Do dầu của mình nó ít đó. Giờ Trang để cái giá này đây ha, cho nó nóng trước đi rồi Trang sẽ quay tiếp cho quý vị xem. Rồi, mẹ sẽ trở tài đổ bánh. Nãy giờ mẹ đã làm rồi quý vị. Do cái máy Trang hết pin bất tử. Sáng giờ Trang quay nhiều quá. Đầu tiên để gì mẹ? Để giá đi chứ. Rồi tiếp theo. Thịt. Thịt và gan heo. Mẹ không có để bột ở dưới hả? Bột ở đây nè. Là mẹ để nước muối như vậy hả? Ừ. Rồi, dưới bột ra. Cái lá cho tắt nguồn nữa rồi. Đây là đậu phộng. Cho này lên đây. Nhiều giá mới đủ. Con thấy người ta để bột trước phải không? Cho nó bớt dính. Rồi để thịt vô mà. Thịt và gan heo quý vị. Qua đây.
cho bột vô. Nó sền sệt nè, nó đặc hơn bột bánh xèo, không thấy không? Tiếp theo là cho tép vào. Cuối cùng là đậu phộng. Rồi, ngon quá thôi. Bây giờ để vô. Có làm nhiều. Đây quý vị, chào quý vị xem cái bánh siêu mini của Trang nha. Mình để vô nè. Mẹ con sợ quá. Làm bánh gì áp lực quá quý vị. Ngon quá. Cái này để con lấy cho mẹ ha. Một siêu giá nè. Không thuộc bài hoài luôn mẹ. Nhanh lên nói bụng hủi vậy. Giá nhiều cũng hơi ngán. Thịt nè, gan nè. Để đây con chèn lắm. Để đây nè. Cát nè. Nhiều nhiều đi cho nhanh hết. Rồi đậu phộng vô đi. Ngon ha. Rồi, giá tiếp theo. Giờ mẹ cắt rau để ăn với bún. Còn đây. Đây là tép dư á, đang xào. Để chung luôn quý vị. Giờ cái ớt nhà Giang trồng lần này á, nó quá cay quý vị. Nên là chén nước mắm á, nó không có được bắt mắt cho lắm nha. Nhưng mà cũng rất là ngon luôn. Chỉ có cái là ớt nó siêu cay nên là để ít. Cái này cho đây ha. Dạ. Giòn rụm luôn hết mà. Nó có giá, nó có đậu phộng. Và đặc biệt là có tép, có thịt, có gan. Ngon quá nè. Thì đây sao bán buôn được. Làm mà còn chậm gãi quá. Ngon không? Miếng ngon là được rồi nha. Bán gì rẻ dữ rau hơi nhiều. Này nó đây. Không. Quá ngon. Thử ăn bún dưa cộng rau bắp cá vô. Con cảm ơn mẹ. Cá nó quặn.
Ngon. Ngon không? Dạ ngon. Cái hương vị của ngày xưa là như vậy đó. Rồi ăn với gạo cá mà. Tôm nướng. Tôm nướng ăn với gạo cá với bún. Còn có ăn cuốn nữa con nha. Bún còn để chút con ăn xào. Để đeo cái mít này rồi nó chắc nó âm thanh nó sống động á. Nó nào giòn á. Giòn mà. Ngon quá. Ba vô ăn nè ba. Ngon. Lóc nãy giờ bao kỹ. Giòn ghê luôn. Ngon. Ngon quá em ơi. Ngon quá ngon. Quá ngon. Cái này ngon. Còn gai. Còn có giam lá gì lần nữa. Ngon lắm em. Cộng rau em nhỏ quá mà. Ba không đeo mít mà ba ăn thấy thèm. Nghe rau rau rau. Cái dùng cú à. Là đặt con tôm nướng. Ngọt thật sớt đi nhà mập. Sớm nè. Để cho cuốn nữa. Làm thấy cực quá, tính không làm nữa mà giờ nó ngon quá à. Chắc nó lần hai nữa. Làm mỗi lần làm nhiều vậy đó, lần hai chia ra cho. Bây giờ thì Trang xin phép gửi lời chào và lời cảm ơn tất cả quý bà cô chú anh chị các bạn xa đã xem lần clip gia đình Trang từ nãy đến giờ nha. Kính chúc sức khỏe tất cả quý bà cô chú luôn và hy vọng có dịp về miền Tây Trang có cơ hội mời quý bà cô chú những cái món ăn mà ông bà cô chú thích cũng như là những cái món bánh. Trang sẽ cố gắng làm thật là nhiều những cái món ăn, những loại bánh dân gian cũng có hoặc là đặc trưng ở vùng miền để chia sẻ đến quý vị, mà hy vọng là những cái sản phẩm Trang làm ra được ông bà cô chú đón nhận, góp ý và đồng tình ủng hộ gia đình Trang nha vào những tập tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại. Kính chúc sức khỏe quý ông bà.